Sao con? Bố con qua nhà kia coi trước kia có gì không đi toilet không? Tất nhiên là có rồi. Để coi trước kia có cái chuyện cho ngủ không? Chú Dương sẽ dặn á, kể những chuyện mà đầu óc thích nhất. Nhưng mà con thấy con có chuyện rất ghê kìa. Vậy con có được ăn bánh quế chấm với sữa đậu nành không chú Dương? Tất nhiên là có rồi. Chú Dương sẽ thường xuyên qua thăm con, sẽ mua cho con thật nhiều bánh quế. Vậy thì con được hỏi nhiều hơn 10 câu chứ Dương. Con muốn hỏi bao nhiêu câu cũng được. Con nó bụng quá à, chứ nấu gì cho ăn được không? Ừ, để chú nấu cho con ăn. Ngon không? Ngon. Ngon thì ăn nhiều một chút nha. Đậu bắp ơi, con tới rồi nè. Dạ, con cho con hăng. Tôi nấu nhiều lắm, con ăn luôn nha. Tôi ăn rồi. Đậu bắp nè, tối qua con ngủ có ngon không? Dạ ngon, tối qua con ngủ gặp mẹ con không? Ừ, tại vì con lúc nào cũng nghĩ tới mẹ hết nên con mơ thấy mẹ đó. Mẹ con đẹp lắm, con ơi mẹ thiệt chặt, chứ lại mẹ con cũng thơm nữa. Con cũng thơm như mẹ con nữa. Cô Hân sao mà thơm được như mẹ con? Thôi đậu bắp ăn đi nha. Dạ. Cô Hân vô trong đây. Dạ. Đậu bắp, con có muốn gặp cô chú bên đó không? Anh chị ngồi. Cảm ơn chị. Đậu bắp, con ra chào cô chú nè. Tới đây. Đậu bắp. Chào đậu bắp. Trời ơi ngoan quá vậy. À quên mất, cô có mua nhiều đồ. À đây 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 đây. Chú Quân với cô My có mua quà cho con nè. À, nè, cô có mua nè, xe nè, con thích chưa? À, con mua thêm sách nữa nè. Đậu bắp thích sách lắm đúng không? Nè có nhiều con vật lắm nè, con thích không? Dạ thích. Nè đâu, đậu bắp nói cho cô nghe coi con này là con gì? Chắc con rùa. Trời ơi, giỏi quá vậy. Sao nhìn cái biết con rùa luôn hay vậy? Để chú Quân tạo đồ khó nha. Cô thấy vợ chồng anh chị đó làm sao? Tôi thấy hai người tình cảm và rất là nhiệt tình. Nhìn họ chơi với đậu bắp như là một gia đình vậy đó. Đậu bắp đã bớt rụt rè. Ở với anh Quân chị My á, tôi thấy cũng yên tâm. Để tôi phụ cô. Thôi được rồi, tôi làm được. Anh ra ngoài đó lại đi. Cô giận tôi chuyện gì hả? Chuyện tôi cho đậu bắp đúng không? Tìm được cho đậu bắp một gia đình tốt là một chuyện rất là đáng mừng, sao tôi giận anh được. Vậy tại sao thái độ cô lại như vậy? Trước giờ tôi vẫn vậy mà. Nếu sau khi đậu bắp đi á, cô vẫn chưa tìm được việc làm mới á, thì cứ tiếp tục làm ở đây. Không, tôi sẽ tìm việc khác. Tôi đến đây là vì đậu bắp. Bây giờ đậu bắp đi rồi thì tôi không có lý do gì để ở đây nữa. Còn dù học anh văn, nếu cô muốn tôi sẽ tự học. Anh quậy vô con nít vậy đó. My My con bị sao? Dạ con bị rớt cái này. Ồ, cái này bỏ, cái này bỏ đi. Cái khác nha. Thằng kiến già. Dương, hôm qua anh chị có đi siêu thị. Nói chung là lần đầu tiên mà anh chị có cảm giác có đứa con á. Nó vui mà nó khó tả lắm. Cho nên không biết mua cái gì, cứ thấy cái gì mà hợp với đậu bắp á là anh chị mua. Nào là quần áo nè, xe hơi đồ chơi nè. Rồi
Nói chung là nhiều thứ á, hợp với đậu bắp là chị mua. Em là em biết đậu bắp thích cái gì luôn á. Em lựa đồ á là em lựa cả đồ nóng, đồ lạnh nè, chăn ra gối để em biết con nít là sẽ thích nhiều màu sắc, em lựa đủ màu luôn. Anh chị chu đáo quá. Dương, vậy khi nào anh chị có thể đón đậu bắp đi được? Tại chị cũng muốn anh chị với đậu bắp thân thiết với nhau hơn. Sau này ba người qua đó thì đậu bắp cũng đỡ bỡ ngỡ. Đậu bắp. Dạ. Con có muốn qua bên đó với cô chú không? Không muốn không? Dạ muốn. Anh chị để cho em thời gian vài bữa để sắp xếp cho đầu bắp. Cảm ơn Dương nha. Xin cảm. Trôi đi nhanh muộn phiền ta sẽ rồi vơi.